Hôm nay thì mình có mua cái con bọ này về. Nói thật với mọi người là nó đắt dã man, nó đắt như khỉ luôn. Nói thật là lúc đầu thì chả dám ăn đâu, nhưng mà vì sau thì mình mới kiểu ăn thấy nó ngon thật mọi người ạ. Cái con này nếu như mọi người có cơ hội thì mọi người nên thử một lần. Nó ngon, rất là ngon, thịt nó ngọt lắm. Tí nữa mình sẽ có một cái thớ thịt nó to thì mình sẽ cho mọi người nhìn. Nếu như mà mọi người muốn xem những cái gọi là tinh túy nhất, những cái đoạn video ngắn nhá, thì mọi người lên TikTok Hải Đăng Review là có. Còn nếu như mà mọi người muốn xem vlog bình thường vui vui thì mọi người cứ xem ở YouTube nhé. Cái thịt này ngọt thế, thịt ngọt lắm mọi người ạ. Đây mình sẽ ăn cái này với cơm. Mình sẽ làm một bát cho cameraman. Đây, cho mọi người nhìn này. Ôi dồi, nhìn này, dã man. Đây như kiểu là cái phần trứng của nó ấy. Nhai cái phần này nó cũng rộp nhá. Nhai cái phần này nó cũng kiểu rộp, có thiệt chưa? Nó rộp như kiểu là trứng cá ấy, nhưng mà nó ngậy và nó ngọt hơn trứng cá rất là nhiều luôn. Đấy, này, cái mẹ này. Đây, cho mọi người xem phát. Này, mọi người có thể thấy là rất là ngon đúng không? Cực kỳ ngon luôn đấy. Lúc đầu thì mình sợ ấy, cảm giác như mình nhìn thấy con này mình bị sợ, mình không dám ăn đâu. Nhưng mà hôm nay làm liều một phát. Một phần là bởi vì nó rất là đắt, phần nhiều là bởi vì cũng muốn thử và quay video. Đắt thì dù sao mình cũng mua rồi đúng không? Đấy, cho tí nước. Cho tí nước chấm hải sản. Ăn với cơm nó thôi rồi luôn, nó là hết nước chấm luôn mọi người ạ. Ăn với cơm nó là hết nước chấm luôn. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon nhỉ? Bố tuyệt vời luôn đấy. Đúng rồi. Ngậy. Béo. Cái chỗ này giống trứng này, chỗ đấy ngậy ghê ấy. Ừ, cái chỗ giống trứng ngon đấy. À, rất là giống pate. Ừ. Yeah. Ừ. Ăn cái phần trứng này giống pate cực. Nhưng mà nó ngon hơn pate nhiều. Cái này nó ăn cái phần thịt con này nó cũng khá là giòn đấy mọi người ạ. Này, phần thịt nó khá là giòn. Cái tép thịt nó như kiểu tép thịt của cua hoàng đế ấy. Thế thì bảo anh lấy nha. Cái con này nó nhiều vỏ. Thật sự là nó cũng hơi nhiều vỏ so với cua hoàng đế hay là so với tôm hùm. Đây, mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này, cái phần bên trong của nó này cũng khá là bánh cuốn. Nhưng mà cái phần thịt của nó không quá dốc ra ngoài ấy đâu, không quá dốc ra khỏi vỏ đâu. Đây này, cái phần thịt của nó này. Ui dồi ôi. Thực ra là nó không ít thịt đâu nhá, nó bình thường ấy, không phải ít thịt đâu. Nhưng mà cái phần thịt nó khá là khó lấy. Nhưng mà thịt của nó cực kỳ ngon luôn, ngọt cực. Đấy, ngậy đét luôn. Đây, cung cấp thịt. Nhà cung cấp thịt. Nó đã lắm mọi người ạ. Nhà cung cấp thịt. Ăn đi còn nhiều lắm. Nhưng mà cái gai này sắc lắm. Nó cao là chảy máu tay ấy. Mọi người không cẩn thận ăn là bị chảy máu tay ấy. À, miếng cơm. Con này ăn không thì nó cũng ngon hơn, nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên ăn với cơm trắng nó sẽ ngon hơn. Ủa. Phần thịt của nó có nhiều thịt lắm, con này mình nghĩ là phải ăn kỹ. Bởi vì là mọi người khoan kỹ thì nó sẽ rất là phí. Còn thịt của nó siêu ẩn đấy. Ủa, ngon thật. Con này là động vật giáp sát thì sao? Hay giáp xác gì đấy? Mọi người nhìn cái đầu nó khó ưa chưa này, nhìn khó chịu thực sự. Nhưng mà mỗi tội là thịt ngon. Đầu thì hơi kinh nhưng mà thịt thì ngon. Đấy. Cái thịt nó không dốc ra đâu, mọi người phải lấy từng tí thịt một đấy. Đây, hết cơm chưa? Cho thêm một miếng. Được, cho thêm một cái miếng thịt nữa không? Có thể mà ngồi mút tay được tí một này nó mới ngon. Nó mới hết ấy. Nhưng mà mua một con này cả hơn triệu bạc, mà bây giờ mình không ăn tí một này thì nó phí.
rất là phí. Ngon rồi. Ừ, anh gỡ đi. Ok, nếu như mà mọi người thấy cái vlog của mình nó nhạt hoặc là nó chán đời, không muốn xem thì mọi người đừng quên là hủy sub của kênh mình và sub cho kênh khác nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.